chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em xin đăng một cái clip này lên thì thực ra thì có một cái người này người ta rất là thích đi giống như là cái YouTube này YouTube kia để người ta khiêu khích đấy cô chú anh chị. Em thì em cũng không có muốn đôi co với họ, thành ra là em cũng không thích comment qua lại ở trên cái kênh YouTube của em, nhưng mà tiện đây thì em cũng xin nhắn gửi cái người này rằng là nếu mà đã không ưa thì đừng có vào cái YouTube của em mà comment những cái thứ nó không hay cho lắm. Tại vì trồng cây là cái sở thích của mỗi người. Người thì thích trồng cây lớn, người thì thích trồng cây nhỏ. Người ta trồng được cái cây nó phát triển nó lớn thì người ta rất là vui, rất là tự hào. Giống như bạn ấy, bạn ở nhà mà bạn nuôi con chó con mèo, mỗi ngày nó nhìn thấy nó phát triển, nó mạnh mẽ, nó khỏe mạnh thì bạn rất là mừng. Thì bạn cũng có thể bạn sẽ đi khoe với lại hàng xóm, khoe với bạn bè của bạn. Còn tôi trồng cái cây, mỗi ngày tôi nhìn thấy cái cây nó ra cái tược non hay nó có cái trái là tôi rất là mừng. Còn nếu mà bạn muốn vào để gây gổ hay là bạn muốn chia rẽ cái cộng đồng của người Việt hải ngoại tại Mỹ này thì bạn tìm nhầm chỗ rồi. Bạn có thể tìm đến những cái Facebook hay những cái YouTube, những cái nhóm hội mà nó có những cái nội dung như vậy để mà bạn tham gia. Chứ còn chỗ của tôi đây là một cái kênh YouTube riêng của tôi. Tôi chỉ chia sẻ những cái giống cây trồng hoặc là đi đâu tôi thấy cái gì hay thì tôi chia sẻ. Còn nếu mà bạn đã không có muốn kết bạn hay là không có muốn vào coi những cái chương trình của tôi á, thì tôi mời bạn đi ra những cái chương trình khác để bạn coi. Thực ra thì tôi cũng có quyền để xóa những cái comment của bạn đi, nhưng mà tôi không muốn xóa, tôi muốn để đó để cho tất cả các cô chú anh chị khác người ta vào người ta coi, người ta xem được rằng là bạn là một người như thế nào. Thế thôi, chứ còn thực ra tôi đọc những cái đấy tôi thấy buồn cười lắm. Bạn đừng vào những cái video của tôi nữa. Tôi khuyên bạn là như vậy, đừng vào nữa. Tại vì bạn đâu có thích đâu, bạn vào bạn toàn gây gổ. Không những vào những cái kênh YouTube của tôi mà còn vào tất cả những cái kênh YouTube của người khác để mà giống như là gây gổ, để mà làm giống như bất hòa đấy. Thì tôi khuyên bạn nên đến những cái chỗ khác, những cái group khác mà có những cái nội dung như vậy á, thì để bạn được tỏa sáng nhé. Chứ còn chỗ của tôi thì không làm bạn được tỏa sáng đâu. Tôi ở ngoài sáng, còn bạn thì ở trong tối, nên là bạn nói ninh ta ninh tinh cái gì đó thì tôi cũng không quan trọng đâu. Còn nếu mà bạn á, mà muốn chỉ trích hay là có một cái gì đó thì bạn đến những cái chỗ mà có những cái group đó, có những cái nội dung mà bạn muốn. Chứ còn chỗ của tôi thì không có cái nội dung như vậy đâu. Thành ra là đây là cái chỗ vui vẻ, trồng cây chia sẻ cho nó vui. Thế thôi. Chứ còn mà thù vặt hay là cá nhân gì tôi không biết, là tôi có gây thù kết oán gì với nhà bạn không hay gia đình dòng họ nhà bạn không thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà có tư thù cá nhân gì thì cứ đến trước mặt gặp tôi đi cho nó rõ. Chứ còn tôi chả biết bạn là ai. Tôi thì tôi ở ngoài sáng, còn bạn ở trong tối, vậy thôi. Nên là thấy buồn cười lắm. Cứ núp lùm như vậy, xong rồi thỉnh thoảng đẩy ra một hai cái comment mà tôi đọc tôi thấy tôi buồn cười. Hình như là não hình như không có nếp nhăn hay não chứa cái gì trong đó thì không biết, hay là đầu tôm thì tôi không biết nhá. Chứ mà đừng có làm vậy. Đấy, nếu mà cảm giác mà thích nói chuyện mặt đối mặt đấy thì đây này, cái địa chỉ tiệm nhà tôi ở đây này, tới nói chuyện cho nó rõ ràng. Chứ còn không biết là đàn ông hay đàn bà mà thỉnh thoảng quăng mấy cái comment như vậy thấy nó buồn cười lắm. Đấy. Rồi, nếu mà không thích thì đừng có vào kênh YouTube của tôi làm gì cho nó mệt nhá. Năm hết Tết đến rồi, thỉnh thoảng có một số gọi là chướng duyên nó vào nó phá mình đó cô chú anh chị và các bạn ạ. Nhưng mà thôi, đây là cái lần cuối cùng, lần duy nhất em gửi tới những cái lời nhắn như vậy. Và lần sau sẽ không bao giờ có những cái này nữa nha cô chú anh chị. Hello cô chú anh chị các bạn. Hôm nay thì Tú sẽ trang trí một cái cây lan rất là đẹp để cho chị gái này. Chị mang cây lan này đi tặng cho một người bạn thật là thân của chị. Đấy, bây giờ em sẽ trang trí lên cho cô chú anh chị coi nhá, xem nó có gì khác biệt nha. Đây là cái cây lan mà chị đã lựa chọn rồi. Rất là xinh, rất là đẹp. Cái cây lan này cùng với phụ kiện kèm theo là chỉ có giá 100 đô thôi cô chú anh chị ạ. Đây, bây giờ em sẽ biến hóa nó nha cô chú anh chị ơi. Tại vì cái cây này của Tú thì Tú lại không có cây màu xanh, thế nên là bây giờ Tú sẽ chế biến nó thành một cái cây màu xanh để lên cái cây lan đó cô chú anh chị. Làm sao mà nó không bị thô thiển. Tại vì mình tặng là phải, nó phải đàng hoàng, sang trọng. Của nhà mình thì mình cắm tre, cắm trúc, cắm này, cắm kia, cắm cây khô, cây này, cây kia được. Nhưng mà mình mang đi tặng là phải, nó phải gọi là perfect, hoàn chỉnh nhất. Thì đây là cái cây tre nha. Đó, cái cây tre. Thực sự mấy cái này làm thì nó cũng dễ lắm, nó không có gì khó khăn đâu. Thì
mình kiên nhẫn một tí. Thôi chị không có gì. Ồ, cái cây này đẹp quá tốt hả? Yeah, em chọn á. Ừ, cũng màu đẹp. Mà cái dáng nó sang. Cái dáng nó sang. Mà tí nữa em sẽ biến hóa nó lên. Thì làm riết cặp nhỏ con luôn chị. Làm riết thì cặp còn như con tép luôn. Như con tép. Mấy lại nói nhiều lắm. Ngày nào cũng có khách hàng gọi điện rồi tư vấn rồi nói. Nhưng mà một ngày mà không nói chuyện với khách hàng coi như hôm đấy giống như bị trầm cảm. À, nghĩa là mình không có khách rồi. Dạ, yeah, với lại giờ nó cái bệnh rồi. Không nói quen mồm. Một ngày không nói chuyện không chịu được cũng phải gọi nhấc máy lên để gọi cho khách hàng hỏi thăm xem khách hàng bữa nay ra làm sao. Chị có thể thì help em dẫn cái ông khách người nước ngoài kia đến cái chỗ Passion Food không? Cái chỗ chanh dây á. À vậy hả? Dạ, kìa ông kia cất tiền đi. Đừng mang nguyên một xấp tiền thì ông sợ. Okay. Yes, sir, she help you. Sorry, I'm busy now. Bây giờ em xin chia sẻ cách tạo hình, tạo dáng cho cái cây lan. Cái này là cây địa lan nhưng mà dòng này là cái dòng đặc biệt, bông lớn. Chứ không phải là cái bông nhỏ bữa trước nha cô chú anh chị. Cây này rất là lớn và em bỏ nó vào một cái chậu kiểng rồi. Cái chậu này là cái chậu lục giác và có khoan nỗ. Có hình như là cái nỗ của nó có 6 nỗ hay 4 nỗ gì đấy. Đó, em đã coi rất là kỹ rồi thì cái chậu này rất là cứng cáp, có thể xài được rất là lâu năm nha cô chú anh chị. Hoa văn cũng rất là sắc sảo. Nếu mà cô chú anh chị lựa chọn một sản phẩm đi tặng thì có thể lựa chọn cái bình lan này. Đã được design và em có làm thêm những cái câu đối chúc mừng năm mới và để lên trên cái chậu lan rồi thì nhìn rất là sang và rất là ý nghĩa cho cái ngày Tết cổ truyền. Cô chú anh chị có thể tới IKT để order một chậu, hoặc là nếu mà ở xa thì có thể là ship đến tới những cái người thân phương xa của mình. Thì ngoài cây lan ra thì Tú còn có cây cúc đại đoá này, rồi có cành nụ tầm xuân, rồi có rất là nhiều giống như là Lucky Bamboo đó. Những cái loại cây mà dành cho sự sung túc hay là sự may mắn trong nhà. Và đây thì em đang thiết kế làm sao cho chị nhận được một cái chậu nhìn cho nó đẹp, để mà chị mang cái chậu này tới tặng cái người bạn đó thì người ta happy. Và em nghĩ là người ta rất là mừng khi mà mình mang cho họ một cái chậu cây tới nhà. Vì đây là cái ngày Tết rồi. Ngày Tết là cái ngày mà người Việt Nam mình ai cũng sắm sửa và mua cho mình được những cái thứ cây trồng trong nhà đó cô chú anh chị. Bông hoa đó thì rất là ý nghĩa. Cô chú anh chị đã thấy ok chưa? Tết này gia đình Tú đang tập trung về cây hoa và cây trưng Tết rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị tới ủng hộ IKT nha. Còn ai mà đang phân vân không biết là chọn cho mình một cái loại cây trang trí Tết nào đấy thì có thể gọi cho em để em tư vấn, hoặc tới tiệm có thể là đi để ngắm những cái bông cái hoa theo đúng ý và sở thích của mình. Thì Tú rất là vui được gặp tất cả các cô chú anh chị Nam Bắc Cani và những cô chú anh chị ở những tiểu bang khác về Nam Cani chơi, thì có thể ghé IKT Nursery để chọn những cái mặt hàng mà mình ưa thích, hoặc là đi thăm đi dạo mà tới IKT ngắm những cái cây ăn trái. Thì ở đây là cũng chuyên về cây ăn trái nhiệt đới và bông hoa rất là nhiều. Em hy vọng cái clip này thì không làm phiền tới các cô chú anh chị nhiều, chỉ hy vọng là nhắn nhủ một cái sự nhẹ nhàng tới một số người, người ta thích đi chọc phá hay là người ta muốn cái gì đó về tư thủ cá nhân thì em không biết, tại vì thực sự em cũng chả có quen biết gì ai nhiều tại Mỹ. Thì em chỉ nhắn gửi như vậy thôi. Và đây là cái lời nhắn gửi đầu tiên và cũng là cái lời nhắn gửi cuối cùng. Những cái clip khác thì sẽ không có những cái nội dung như thế này nữa. Rất là mong cô chú anh chị thông cảm và thương em gái bé bỏng một mình, một thân một mình tại cái nước Mỹ rộng lớn này. Rất là vui khi được gặp tất cả các cô chú anh chị tại IKT Nursery và được những cái tình cảm rất là chân thành từ những người phương xa, tất cả các tiểu bang gọi điện tới hay là local chạy tới và rất là yêu thương Tú. Chỉ có những cái tình cảm này mà cái vườn cây của Tú một ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn rất là nhiều, tri ân tất cả những gì các cô chú anh chị, và tiện những cái dịp Tết Nguyên Đán này Tú tri ân rất là nhiều. Và tới tiệm mua cây thì sẽ có giảm giá cho các cô chú anh chị nhé.
Đó, cô chú anh chị nhìn này, hoặc là có những cái quà tặng rất là hấp dẫn, thú vị. Đó, để cho mọi người có một cái niềm vui nho nhỏ. Chị tới là chị chốt luôn hai cái chậu lan rất là đẹp và những cái chậu mai và kèm theo những cái chậu kiểng khác nữa. Cảm ơn chị từ phương xa tới luôn yêu thương em và dành cái tình cảm này cho em. Thank you so much. Hàng mới vừa cập bến là em khoe luôn với cô chú anh chị là có lan hồ điệp rồi những cái cây này thì em không biết tên là gì nhưng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Em quay cho cô chú anh chị coi. Có mai thơm Đài Loan về rồi, có lan hồ điệp. Em sẽ quay từ từ cho cô chú anh chị ngắm nha. Đấy, có nhiều màu sắc lắm. Đủ size tại vì em chưa có soạn ra nhưng mà giá thành cũng rất là ok cô chú anh chị ạ. Bông hoa đã về rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Hẹn gặp cô chú anh chị tại Ikiti Nursery nhé. Đặc biệt là có, trời ơi hai thằng này nó nằm loạn hết cả lên. Gấu Beo ơi, để cho mẹ nói con ơi. Đặc biệt là có Lucky Pampu cô chú anh chị ạ. Hai cái đứa này nó nằm loạn hết cả lên rồi. Trời thì lạnh như thế này mà nó ra ngoài tiệm mà nó nghịch đất nghịch cát rồi nó không mặc quần áo dài, nói không nghe. Giống như là mùa đông giống như mùa hè. Ai cũng lạnh co ro rồi thì có thằng gấu rồi. Gấu không sợ mùa đông. Nghịch như gì. Đấy lại thằng em nữa, hai anh em bảo nhau nghịch. Phá bĩnh đủ thứ. Hai thằng phá lắm cô chú anh chị ạ. Đây là cái bông này là bông hoa Nini cô chú anh chị ạ. Đẹp lắm. Một cái chậu này nó có xem nào. 6 đến 7 nụ cô chú anh chị ơi, màu rất là đẹp nhá. Mà cái bông Nini này là cây chứ không phải là cành. Rồi đây có cả cái sống đời có nhiều màu lắm. Tại vì về tối rồi nên là em không có bỏ hết màu ra, em chỉ quay sơ sơ cho cô chú anh chị coi là hàng đã cập bến là về đầy đủ rồi đó cô chú anh chị ạ. Thì em quay tạm lên đây cho cô chú anh chị coi. Những cái Lucky Pampu này được để vào trong những cái bình đầu rồng hay là voi trầu này, rất là đẹp. Để cho cô chú anh chị ngắm luôn nha. Thì ngày mai em sẽ ra tiệm, em sẽ làm cái giá cây lên cho cô chú anh chị coi. Đặc biệt là cúc đại đoá 7 bông đã về thì là 11 đồng 99 một chậu. Còn cô chú anh chị nào mua từ 6 chậu thì là 10 đồng một chậu cô chú anh chị nhé. Hẹn gặp tại Ikiti Nursery. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Ikiti lại về thêm nhiều cây mai thơm. Cây mai thơm này cô chú anh chị nhìn đây, rất là đẹp. Cái mặt hàng lần này về em rất là ưng ý nhé. Hôm nay là ngày thứ tư tại Nam California này. Đây em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị coi. Những cái size này là 160 một cây này. Mà cây nào cây đấy là bông còn nụ rất là nhiều. Cái cây mai này là cái cây mai thơm người ta mới đào ở trên farm lên nha cô chú anh chị. Đó. Khi mà cô chú anh chị muốn trồng lại cái cây mai thơm này thì em khuyên nên để ở yên trong chậu. Đừng có sang chậu nhiều lần quá. À cô chú anh chị nhìn kìa, Happy New Year kìa. Em đã decorate lên rồi. Nếu mà nhà mình chưa có ai decorate thì nên mua decorate về và tạo cho mình thêm những cái cây mai và cây đào này nữa là quá tuyệt vời. Xa xa là cô chú anh chị nhìn này. Đấy, hai cái chậu lan và một cái chậu mộc lan em đã để sẵn ở trên bàn. Em cũng decoration lên rồi đó cô chú anh chị. Đây nha, em sẽ đi từ từ từng chậu một, từng chậu một. Cây rất là đẹp và nụ nhiều. Cây này thì nếu mà ship đi chắc chắn nó sẽ bị rụng bông rồi đó. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn mua hàng ship thì phải chấp nhận là như vậy thôi. Nếu mà bảo nó còn nguyên ở trên cây thì là nó không có đâu nha. Đó, cây đẹp lắm cô chú anh chị ơi. 160 đồng một em. 160 đồng một em nha cô chú anh chị. Nguyên một hàng cây này mấy chục cây. Tới ngay Ikiti Nursery. 20 em đẹp giống như 20 em. Toàn hoa hậu thôi, không có á hậu. Một cuộc thi mà toàn hoa hậu đấy cô chú anh chị ạ. Đấy, chồng với cái em này. Vừa có một anh tới chốt hai cây mai Việt Nam và không cưỡng được lại cái sự quyến rũ của cái mai nạp mai này, hay còn gọi là mai thơm Đài Loan này, anh đã quất luôn hai cây. Đây nè cô chú anh chị, chưa có quảng cáo nha, thế thành ra nhiều cô chú anh chị nói sao cô vừa mới phốt lên mà sao bây giờ tôi tới thì lại không còn những cái cây tôi thích. Thì nhiều lúc em vừa mới mang hàng về mà gặp khách tới tiệm, người ta thấy là người ta hợp nhãn người ta là người ta sẽ lấy ngay. Vì thế mong cô chú anh chị thông cảm. Còn bên dưới này là cái em 130.
Đây 130, tí nữa em sẽ cho em này tung cánh ra này. Sẽ cho cái em này tung cánh ra. Đó cô chú anh chị. Cái mai này là nó sẽ chơi từ Noel cho tới Tết Việt Nam nha cô chú anh chị ơi. 130. Đây nữa. Đây nó cũng cái nhiều nụ lắm. Giờ được cái là mùa này nó đang lạnh thì vì thế cô chú anh chị để ngoài trời cái này chịu lạnh rất là tốt nhưng mà không chịu được tuyết. Đó, có 130 và 160, 130 đẹp lắm. Perfect. Thế này mà ship cái xài này cũng ok lắm nè. Nụ hoa nhiều. Bây giờ em sẽ sang cái em mai vàng Việt Nam của em cô chú anh chị ơi. Mai vàng Việt Nam là một trong những cái loại hoa mai mà nó là biểu tượng, là cái linh hồn của người Việt. Đấy. Thì bây giờ cô chú anh chị nhìn đây, nụ xanh đang rất là nhiều. Và cái cây là dáng bonsai. Cái chậu thì cái chậu rất là cứng và được khoan đục thoát lỗ rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Chậu này là chậu lục giác, nghĩa là số 6 đó, số 6 là lộc đó. Trên thành chậu được in hoa văn này, rất là sang chảnh đó. Và đây em có hai loại mai, một là mai siêu nụ, hai là mai xảo thủ đức bông to và nó có nhiều chùm. Khi mà nở cái bông ra nó có nhiều chùm hoa mà cái lá, cái bông rất là vàng, rất là đẹp. Và đặc biệt có một cái loại mai nữa chắc là cô chú anh chị sẽ ngạc nhiên. Là cái cây mai đó đâu rồi? Nó ở phía trong kia. Trên cùng một cây nó sẽ ra hai loại màu khác nhau. Đó là màu trắng và màu vàng. Nói thì tưởng mọi người nói bảo mình là giống như là không được thực tế cho lắm. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình rất là khéo. Đã chế tạo ra, nay tạo ra được có một cái dòng mai vừa trắng và vừa vàng trên cùng một cây. Mà đặc biệt nó là cái cây đó thì nó chơi được 5 ngày đó. Những cái dòng mai này khi mà nở cái bông ra là chơi được 5 ngày. Khi mà cô chú rinh cái em mai này về, có nhiều dáng, nhiều chậu đẹp lắm. Thì cô chú anh chị để nguyên ở trong chậu đây, có thể cái chậu này giữ được trong vòng 3 năm luôn đó. Cái cây giữ được trong cái chậu này trong vòng 3 năm. Tại vì nó là bonsai, cô chú anh chị chỉ cần dưỡng cho nó thôi. Thì cái cây này đây tôi bán là với cái giá là 180. Có nhiều cây bự hơn nữa nha. Đó. Thì sẽ tùy vào cái sở thích của mỗi người. Những cái cây lớn thì nếu mà ai thích cây lớn thì lấy cây lớn. Còn ai thích những cây size vừa phải thì lấy cây size vừa phải. Đó. Nụ rất là nhiều, nụ xanh. Cây này cô chú anh chị mang vào trong nhà nhé. Thì cô chú anh chị chơi thì trong nhà mình lúc đó là nó rất là ấm áp rồi. Cây phát triển bình thường. Một tuần thì tưới nước cho nó một lần. Hoặc là chế thêm cái B1 đó cô chú anh chị. Chế thêm cái B1 vô. Chế thêm cái B1 vô cho nó để cho cái bộ rễ nó khỏe chắc. Cái cây này thì mấy cô chú anh chị lớn tuổi rất là thích. Và đây, cho cô chú anh chị nhìn này. Đây, có nhiều size lắm. Nhiều size nhiều dáng. Cái chậu cũng là lục giác mà chậu cao này, có đế đàng hoàng, có lỗ thoát nước cẩn thận.
Trên đây là cái cây này là cái cây mộc lan. Cái cây mộc lan này cánh rất là nhiều và nụ cũng rất là nhiều, màu hồng phấn. Em đã design nó lên cho cô chú anh chị coi. Nếu mà ai không có chỗ để mà trồng một cái cây mộc lan cổ thụ to lớn á, thì rước một cái cây size vừa vừa phải phải như thế này về để trưng ở trong trong bàn hoặc trong tiệm. Ai mà có tiệm thì trưng ở trong tiệm á, nhìn rất là đẹp. Những văn phòng bác sĩ hay là văn phòng dược sĩ, rồi tiệm nail, tiệm tóc, nhìn cũng rất là hấp dẫn và bắt mắt. Xong đến mùa hè hoặc là hết Tết rồi thì cô chú anh chị có thể mang ra ngoài, tại vì cái cây này chịu lạnh rất là tốt. Còn đây là mấy em lan này, mấy em lan đó, cho cô chú anh chị coi. Em cũng decorate lên rồi. Cái lan này là cái lan lớn, củ bự đó. Nó vẫn tiếp tục ra ra thêm những cái vòi nhá. Đây là những cái khe nó vẫn tiếp tục ra bình thường của chú anh chị. Đó, bên này là cái mặt hồng. Em sẽ đi quay từng cái mà cho cô chú anh chị quay. Đây nữa cô chú anh chị này. Em đã vào chậu kiếng rồi. Ở đây nó có tên này. Đây. Có nhiều cái thì bị rơi mất tên, còn có nhiều cái thì tên còn nguyên vào đây. Nó đang bắt đầu nở. Cái mặt bông khi nào nó nở giờ cho em cho cô chú anh chị coi. Cái mặt bông này. Bên trong nữa. Những cái chậu mà em decorate lên như thế này rồi là 100 đồng. Còn những cái chậu mà chưa decorate, cái dòng này là dòng dòng lan sưu tầm thì nó là chưa có decorate thì là 80. Còn cái dòng lan mà bữa em quay 3 năm, 4 năm đó thì là hết mất rồi. Hàng chưa có về đợt mới. Đợt này là đợt mới, đợt thứ hai. Có nhiều cái cũng lạ lắm nha. Cái màu này là màu gì đây? Đây cái bông của nó, em thấy cái bông này là, bông này chắc đẹp đó cô chú anh chị. Cái nụ nó nhỏ 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 này. Cái cây, cái củ rất là lớn này. Đây, cho cô chú anh chị coi. Ai mà thích chơi lan thì liên hệ. Dạ đây là những cái cây queen. Cây queen là double thick cô chú anh chị. Này, cái cây nào cây đấy nụ đầy luôn đó cô chú anh chị ơi. Cây queen này. Cây queen. Hoa wow, cái bông lan này đẹp quá cô chú anh chị này, là cái nhìn cái miệng của nó chuẩn bị nở ra này. Đây là cái dòng lan sưu tầm này. Đó, dòng lan sưu tầm là 80 đồng, còn cái dòng lan kia em hết mất rồi nha cô chú anh chị. Hy vọng là trong tuần này là có hàng cái dòng lan đó, chứ còn cái dòng lan tuần trước em bán là hết rồi. Đây cũng có, ở đây là khoảng mấy chục chậu thôi, cũng không có nhiều lắm. Thì cô chú anh chị nào mà thích cái bông lan này á thì gọi cho em. Cái này chơi được mấy tháng trời đó cô chú anh chị. Đây. Mấy em hoa bonsai Magnolia nụ rất là nhiều, cây cao khoảng gần 4 feet nha cô chú anh chị. Đó. Cái màu hồng rất là đẹp. Màu hồng này nó đẹp một cách dịu dàng nhẹ nhàng. Cánh cũng nhiều lắm. Đó. Đây, em về mấy chục chậu đây. À cô chú anh chị nào mà thích mua sỉ thì nên tiệm em liên hệ với em nha, em có bán sỉ đó. Đây là cái em Magnolia Black Tulip nè. Đó. Black Tulip. Ngoài ra em còn có màu vàng. Nhiều màu lắm cô chú anh chị ạ. Đây. Cây nào cây đấy nụ đầy luôn á. Nụ nhiều lắm. Đó. Đủ thứ màu vàng, hồng, Black Tulip. Còn màu này nữa này. Đấy. Đủ thứ màu ở đây nè. Xa xa là xoài nha. Xoài của em kìa. Đủ thứ loại xoài ở đây nè. Đây cho cô chú anh chị coi. Siêu giòn siêu ngọt xoài Thái, xoài cát, xoài tượng, Maha Cha Lốc, Nam Đốc Mai. Siêu giòn siêu ngọt, ăn ngọt ánh xanh thì cũng có đủ. Đó.
em đào bonsai đây cô chú anh chị ơi, đang có nút nụ này. Đào bonsai này thì bạn ấy chịu lạnh rất là tốt. Đây đào bonsai đây, ai thích cái em đào bonsai này thì tới nha. Đó, cây đào này vừa chơi bông được mà thích thì ăn trái được luôn, chơi được cả hai. Cái màu của nó giống như là đào Nhật Tân bên Việt Nam đó, màu hồng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là một cái loài hoa mà em không biết tên, cái bông của nó đẹp lắm, màu tím tím hồng, chùm. Cây này là 40 đồng một em nè. Và đây là một cái em mà gọi là mai thơm, mộc hương thơm lắm. Cái này buổi trưa nó mới lan tỏa mùi hương nhá, thơm lắm luôn á. 40 đồng một em. Đây là táo Thái nè, cây táo Thái này đang quan sale là cái giá 80 này. Hết cái đợt này là nó lên giá bình thường lại đấy cô chú anh chị. Ai mà còn chưa có mua được cái cây táo Thái này thì tới nha, 80 đồng một em đấy. Đây là cái cây mai vàng Việt Nam nên gieo từ hạt lên này, 140 này. Cái em này thì là từ hạt lên cao 4 feet cô chú anh chị ạ. Em nhổ hết lá đi rồi, bên này thì có những cái nụ to hơn đó. Đây là em táo Đại Mật này, táo Đại Mật là 150 nha. Rồi táo Thái siêu trái cũng 150. Cây táo này thì nó chịu lạnh được ở tại Nam Bắc Cali mình đó. Đây, mấy bữa nay trời lạnh ngắt cô chú anh chị ạ. Đây là cây táo Thái siêu trái, mình phải bắc giàn cho nó vì trái nó ra rất là nhiều. Cây này thì nó thu hoạch cái trái vào vụ Tết Nguyên Đán của mình đó, nhiều người trồng là có trái ăn rồi đó cô chú anh chị. Còn cây này là cây giống thì nó ở trong cái chậu nhỏ, nhưng mà về cô chú anh chị chăm sóc là nó ra cái cây lớn lắm đó, đẹp. Đây là cây xoài Nam Đốc Mai của nhà em cô chú anh chị ạ. Cái cây gốc rất là to đấy, gốc bự đó. Rồi, cô chú anh chị nhìn này, đang ra nụ xanh tươi em để ngoài trời luôn đó. Đây là những cái cây cây này là cây gì em quên mất nhỉ, cây gì của tuổi học trò, trứng cá, cây trứng cá này, cây trứng cá. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video này. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị tại EKT Nursery vào ngày mai nhé. Hoa các thứ đã về đầy đủ rồi đó cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Thank you for watching. Bye bye.